Annyeonghaseyo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Baby Boy Money TV. Và mình là Quỳnh Inso. Bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng. Và đây là khung cảnh ngay lúc này tại Hà Nội. Thật ra thì nếu các bạn nhìn như thế này thì thấy không có một cái vấn đề gì hết. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được những ngày này. Đấy là cái chỉ số không khí và mức độ ô nhiễm đang tương đối là nặng. Đây là khuôn mặt mộc của mình. Mình đã từng rất là tự hào về cái làn da của mình, nhất là cái thời gian là mình còn ở bên Hàn ấy. Thì hầu như chính bởi những cái post mà mình đăng lên về cái cực kỳ là glowy skin đã khiến cho mọi người quan tâm đến cái blog của mình hơn. Nhưng mà bởi vì từ lúc ở Việt Nam đến giờ, và đặc biệt là trải qua cái hành trình nuôi con và làm mẹ này ấy, thì mình đã khá là mất đi nhiều thứ liên quan đến yếu tố có một cái làn da hoàn hảo rồi. Các bạn cũng hãy chúc mừng đi, tại vì là chỉ một vài ngày nữa Tiền sẽ bước sang tháng thứ 10. Và đã trải qua xong, mình nghĩ là trộm vía sleep regression, tức là bây giờ Tiền đã không còn dậy và tự nhiên khóc giữa đêm trong suốt một tháng liền nữa. Trong một tháng vừa qua mình không có một đêm nào được ngủ quá 5 tiếng, mà theo cái kiểu như là cứ mỗi một tiếng dậy một lần ấy, cho nên là mình mệt khủng khiếp. Vậy thì đây chính là thành quả của một tháng vừa qua cộng với cả cái thời tiết các thứ như thế này, khiến cho làn da của mình không còn được như là mọi khi nó vẫn nên như thế nữa. Rùa một chút có thể nhìn thấy. Này, sợ chưa? Ghê không? Đây là một sự dũng cảm vô cùng, tại vì không phải blogger nào lên trên mạng cũng sẽ show cái true skin như thế này. Và update một chút trong những ngày gần đây về cuộc sống, thì bây giờ mình đã bắt đầu quay trở lại viết quyển sách thứ 5. Và khác với những quyển sách lần trước của mình hoàn toàn về đời sống Hàn Quốc, rồi là du học, du lịch, thì lần này cái cuộc sống của mình xoay quanh việc bỉm sữa cũng như là nuôi một em bé như thế nào, cũng như những cái hacks và những cái tips thì mình đang cố gắng hoàn thiện trong tháng 10 và có thể gửi bản thảo đi. Lần này mình tiếp tục collab với cả Hoa Học Trò để cho ra quyển sách này và hy vọng sẽ có thể cho ra mắt trước Tết. Mình nghĩ là sẽ kịp thôi, thì cái đấy mình đang rất là excited. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi cùng với mình trong cái chuyến đi tân trang lại bản thân. Tại vì là với cái việc ngoài việc làm mẹ ra này, rồi làm tác giả và làm khá nhiều các công việc kinh doanh khác, thì mình vẫn cứ là một người rất hay được rủ đi các sự kiện, cũng hay được book này nọ kia nữa. Thế cho nên là mình cũng phải cố gắng giữ một cái tạo hình nó luôn luôn là ok một chút. Mà trong cái điều kiện thời tiết cũng như là cái công việc và cái việc chăm con như thế này thì việc lúc nào cũng có một cái làn da hoặc là trông cực kỳ ready chẳng hạn, nó không phải là đơn giản. Thế mọi người xem qua thì đây là cái gọi là cái outline trong quyển sách mới của mình. Oops. Và mình đã sẵn sàng viết các thứ rồi. Bàn của một nhà văn thì lúc nào cũng rất là bừa. Và đằng kia thì tệ, rất là tệ là cái máy lọc không khí mới mua của mình đã bật suốt 2 ngày rồi nhưng mà nó vẫn màu đỏ. Điều đấy có nghĩa là rất là ô nhiễm, cho dù các bạn có skin care nhiều các thứ ở nhà như nào chăng nữa thì có những thứ chúng ta vẫn bắt buộc phải đi ra ngoài và nhiều sự can thiệp của máy móc cũng như là bàn tay chuyên môn. Anyway thì let's go. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ qua cái spa mà mình vẫn hay đến. Nó rất là gần nhà mình. Mình thì đã lựa chọn spa thêm một vài tiêu chí là gần nhà, tại vì mình không có nhiều thời gian. Hai nữa là nó sẽ phải giống với cả những cái quy chuẩn bên Hàn Quốc mà mình vẫn hay đi. Và cái thứ ba nữa là giá cả hợp lý. Thế nên bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bộ qua, chuẩn bị bước ra ngoài đối mặt với cả bụi mịn. Bắt gặp người quen. Alo, bà Bí Thư đây à? Bà Bí Thư đi đâu đấy? Bà Bí Thư mang gì sang bên cụ đấy? Yến. Nấu yến xong rồi mang sang cụ. À thế à, xịn quá nhỉ. Bà Bí Thư đi ra đường đầy bụi mịn các thứ này mà không khẩu trang, khẩu chiếc gì vào à? Từ nhà mình đi sang cái spa này thì bao nhiêu lâu, có đến 3 phút không nhỉ? 12A5 Lý Nam Đế, Nicarat. Ngày xưa thì phía bên này đường là một cái xưởng phim này. Ông nội mình đã từng làm trong này. Nhưng bây giờ thì người ta phá đi rồi và đang xây một cái gì đấy to mới đẹp hơn. Hello. Xin chào. Quyết tâm đến sớm để không phải đợi chờ gì hết. Ui. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho các bạn đi xem một vòng. Cái setup ở đây rất là giống với mấy cái setup ở bên Apgujeong hoặc là Gangnam mà ngày xưa mình từng đi spa.
lại, cho nên là cảm thấy rất là gắn bó. Đây có phải là mấy cái sang xịn mịn mà dạo này mọi người rất là hay bán ở trên Facebook không nhỉ? Trông xịn vãi. Mình đã quyết tâm là phải đi sớm một chút như thế này để có thể vừa đi vừa làm nhà một cầm cái camera mà không gây ảnh hưởng cho người khác, nếu không thì xấu hổ lắm. Mình làm ở đây thì khá là lâu rồi, thế cho nên là các bạn ấy sẽ biết phải làm gì với cả da của mình mỗi một lần là mình đến. Còn bình thường các bạn nào mới thì có rất là nhiều gói. Ngày xưa lúc mình mới vào đây thì mình cũng làm gói cơ bản thôi. Nhưng bây giờ có mấy cái kiểu idol face, tức là siêu bóng, siêu này nọ kia đấy. Ê, vết mũi đốt à. Phải đúng kiểu Hàn Quốc hay là xịn sò. Ô, xin cảm ơn. Thích quá. À, cái gì đây? Bây giờ có cả massage rồi này. Mình đang đợi để được set up phòng. Và nếu mà quá chưa đông thì mình sẽ xin các bạn để cho mình đi một vòng. À, có người đến đón mình. Hello. Không. Ok. Thế thì thôi, tới lại để cái cốc trà này ở đây, hoặc là mình phải tha lên, thì nữa mình tha lên sau vậy. Ý thôi. Đừng để những cái camera của tớ. Tớ là một người tự kỷ nên tớ đi đâu cũng phải có cái máy ảnh. Đấy. Thôi mình đã quyết định là mình sẽ đi bộ để cho các bạn này xem tour. Mình đã nhờ bạn mình ở đây cho mình được quay một vòng ở trong này. Tại vì là mình thấy cái bên này nó rất là giống với cái chỗ mà mình đã từng sửa mũi ở bên Hàn ấy. Thì hôm nay là xịn thế. Ui. Xịn xò. Đây là thời trang đi sang spa của mẹ bỉm sữa. Đây là một cái áo crop top nha, chứ không phải là mình đến cái mức độ chỉ mặc mỗi một cái. Xin chào mừng các bạn đã đến với thế giới ngàn sao với rất nhiều thứ máy móc. Cảm giác như được đi về quê vậy. Ở quê mình nó cũng kiểu kiểu như này các bạn ạ. Đây là một nơi rất là hoàn hảo cho cái việc gọi là trốn con. Trong lúc con mình đang ở nhà ngủ đi với cả bố nó thì mình đã quyết định trốn ra để làm đẹp. Cũng chỉ có những cái spa quen thì chúng ta mới phải đứng nhảy múa trước gương như thế này được. Nếu không thì sẽ bị dị nghị. Kim Anh ơi, với tình hình da tớ ngày hôm nay thì tớ sẽ làm cái gì đấy? Dạ hôm nay da chị hơi bẩn nên em sẽ để chị làm liệu trình crystal phục hồi ạ. Ờ ok. Em sẽ thay đồ giúp em á. À ư nhỉ, ok. Cái này thì không quay được, các bạn đợi tí. Tớ đã thay đồ xong rồi. Wish. Khoe một chút cơ bắp. Rất mừng là sau khi đẻ xong vẫn còn một chút xương quai xanh. Cứ giờ mà sẽ phải tạm biệt nó một thời gian lâu lắm. Em mời chị Ngân Trân ạ. Hello. Trong cái quyển sách của mình thì tớ cũng có đang nói về cái việc là làm đẹp khi mang bầu và kể sau khi có em bé thì như thế nào. Căn phòng này xinh quá, nhất là cái tường này nữa. Ngày xưa chỗ đầu tiên mình đi làm thêm ở bên Hàn mà mấy cái spa với cả thẩm mỹ ấy thì cũng có một cái tường kiểu kiểu như thế này. Thật ra thì những cái spa ở bên Hàn nó cũng không phải là quá rộng đâu. Phần lớn thì mọi người hay dùng cái từ clinic ấy, tức là khi vào thì bao giờ cũng có cảm giác rất là sạch này, rất là thơm này, bé bé xinh xinh, nhưng mà cái gì cũng có. Mình vẫn còn nhớ những cái năm tầm 2010, chắc chắn bây giờ thì nó xịn hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà về cái cảm giác là mình đã rất là thích. Mỗi lần mà muốn kiểu trốn con, trốn cả thế giới để kiểu đi tân trang lại bản thân thì bao giờ cũng rất là muốn chui những cái spa mà mang đậm cái phong cách như ở quê như thế này. Mình đã nằm rồi. Bây giờ bạn ấy sẽ tẩy trang cho mình. Hoặc sợ không? Nhìn run vào mặt này. Mặt mũi như thế này thì làm sao mà có thể đi ra đường được cơ chứ. Sợ không? Mẩn ấy hả lên. Cái bản của cái thời tiết Hà Nội hay thay đổi với cả có nhiều bụi mịn, ô nhiễm ấy. Nên là da khách hàng hay bị mẩn lắm á. Có nhiều bạn tự quen á, còn rộp hết cả mặt lên luôn luôn. Thế này mình là nhẹ lắm rồi. Thật ra thì ngay từ cái hồi còn ở bên Hàn ấy, mình đã luôn luôn để dành một phần tiền để có thể đầu tư được đi chăm sóc da ở ngoài spa rồi. Cái lúc đấy thì khi mình còn trẻ mình cũng chỉ mua những cái gói đơn giản thôi. Mới chỉ làm sạch mặt thôi mà trông cũng đã khác hẳn rồi.
Nhưng mà từ sau khi có em bé, nhất là từ sau khi 25 này này, là mình cảm thấy da mình yếu đi một cách rõ rệt. Và từ cái lúc đấy thì những cái như là kiểu đi phun oxy tươi như thế này này, hoặc là đi điện di, rồi là phải thải độc tố bằng các loại sóng siêu âm xịn sò ở ngoài hàng như thế này, thì nó mới có thể thải hết được cái chất độc. Còn thật ra thì da của mình đã yếu đi rất là nhiều rồi. Đặc biệt hôm nọ mình đã bắt đầu trang điểm và nhìn thấy nếp nhăn các bạn ạ. Các mẹ nào mà phải thức đêm nhiều thì cực kỳ là thấu hiểu cái chuyện này. Da đầu tiên là bị mất độ ẩm này, mất độ đàn hồi này, xong rồi bị nhiễm độc một cách rất là nhanh luôn. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là con gái thì nên cố gắng lúc nào cũng phải có một cái quỹ để có thể làm đẹp, để có thể yêu thương bản thân mình. Hãy luôn luôn cố gắng thu xếp thời gian, cho dù nếu không có nhiều thì 2 tuần một lần, 1 tuần một lần. Còn nếu mà được 1 tuần 2 lần thì thật là hết sức tuyệt vời. Chị ơi, chị có thể cầm giúp em ở đây được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm đến bước điện chuẩn như em ạ. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta đều có con nhỏ cho nên là sẽ rất là bận bịu. Vậy thì cái cách mà có thể để tối ưu hóa cái khoảng thời gian chăm sóc da này, chăm sóc sắc đẹp trong cái lúc có em bé, đấy chính là chọn một cái liệu trình thật là phù hợp đối với cả cái nhu cầu của làn da của mình. Như mình đã chia sẻ thì đây là cái cách mà mình có thể chiến đấu chống lại cái việc mà mình rất là thiếu ngủ, cũng như là mình bị nhiễm những cái chất mà khá là tệ trong thời gian gần đây vì không khí nó quá là ô nhiễm. Bây giờ thì mình đã làm xong rồi, các bạn nhìn này. Mình đã xong rồi. This is me now. Da rất glowy. Rất là glowy and stuff. Lúc các bạn mình cũng glowy kìa. Bà cũng vừa làm crystal skin đúng không? Không, cooling therapy. Cũng bóng đấy. Bóng à. Tự tin rồi. Bây giờ có thể tự tin là về nhà cho con ăn. Đây là làn da. Có thoải mái không? Có thoải mái. Đây là làn da sau khi đã làm xong crystal white. Bạn mình thì làm cooling therapy. Em mời chị uống sữa chua. Sữa chua. Ngon phết. Giống hệt sữa ngày xưa mẹ mình làm cho mình. Bây giờ thì đã cảm thấy xinh đẹp hơn rồi. Có thể tiếp tục về nhà. Bắt được con tiền tiền. Con tiền tiền. Con chào mọi người đi. Định quay thêm nhưng mà vlog này dài quá rồi. Ý phải không tiền tiền. Thế cho nên là hôm nay mẹ con mình sẽ tạm dừng ở đây. Và hôm nay là một vlog về chủ đề ngoài chill của mẹ đúng không tiền tiền? Đúng rồi. Mẹ chào cả nhà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye.